Khi mà đi dạy tiếng Anh thì Quang thấy có rất là nhiều bạn phát âm cái từ Japan và Japanese hoặc là Việt Nam và Vietnamese Cái phát âm như vậy thì về cơ bản người ta vẫn hiểu được thôi nhưng mà nó không phải là rất là chính xác Ở trong video ngày hôm nay Quang hướng dẫn các bạn cái cách phát âm cái đuôi is ở trong tiếng Anh Các bạn lưu ý rằng là về cơ bản thì khi các bạn nhìn thấy cái đuôi is này thì các bạn sẽ nhấn trong âm chính vào cái đuôi is đó Nên là Ví dụ như là từ Japan Chọn âm chính rơi vào âm tiết số 2 Japan nhưng khi mà thêm đuôi is vào thì mình không đọc là Japanese nice nữa trong âm chính sẽ rơi vào this nice. Chọn âm phụ sẽ rơi vào cách âm tiết this nice nó một âm tiết là ja Japanese 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 She's a Japanese It's a Japanese product Japanese Tương tự đối với từ Việt Nam, các bạn có thể, nếu mà nói Việt Nam, thì các bạn có thể nhận trọng âm vào Việt hoặc Nam đều được, đọc là Việt Nam hoặc là Việt Nam đều chính xác. Tuy nhiên thì khi mà mình đọc là Vietnamese, thì trọng âm chính thường sẽ rơi vào Miss và trọng phụ sẽ rơi vào Việt. Mình đọc Vietnamese, I'm a Vietnamese, I'm a Vietnamese. À, hy vọng rằng video hữu cho các bạn và từ giờ các bạn không phát âm sai những từ như kiểu Japanese hoặc là Vietnamese nữa nhé. Bye bye!